Ok, hay, xin chào mọi người, mình là Zedra và chúng ta cùng đến với video Minecraft Money World với mình và yeah, cùng ngã nghiêng xem Money World nào. Và đây là cái Overpower World Level 2. Pum pala pum pala pum. Pum pala pum pala pum pala pum pala pum pala pum. Ok, team mình thì có bao nhiêu người đây? Team mình bao nhiêu đây? Level màu purple. Ok, và chúng ta có hacker. Chúng ta có hacker. Oh man, mình thấy là thanh niên nó bay được là mình thấy hơi hư cấu rồi đó. Qua giết người nhanh là mình thấy có vẻ hư cấu rồi đó các bạn. Và chúng ta qua, ok, bên kia là mấy cái màu vàng và có overpower, ok, tuyệt vời. Và yep, ow. Bên kia là máy vàng, mình cần 5 cục vàng để chúng ta có thể lấy được một cái pickaxe và chúng ta đi qua nhà đối phương. Hấp gym thôi. Lộn, hấp chứ không có hấp gym đâu nha. Ừ. Ok, và yep. Ok, đặt ra bên kia. Nên đặt bên kia đây. Cho lấy miếng nhá. Mình cần mua thịt. Chúng ta phải mua thịt này, thịt bò rất là rẻ. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải có năng lượng. Thịt bò không cho năng lượng đâu, nhưng mà nói chung là giáp và efficiency. Và chúng ta phải gọi là một bộ giáp mới, một bộ giáp dự phòng. Ok, gọi là một bộ giáp dự phòng. Chúng ta sẽ mua đây, lên đây. Ok, lên đây. Qua đây nhá. Mình thấy nhà này có vẻ đẹp trai, con khoai to này, ngon trim này. Hên quá, nãy mình vừa mới quay qua cái mình ấn được block. Hên quá. Ok, và yep, mình sẽ đi qua nhà bên đây một cách lén lút nhất như Assassin. Các bạn biết Assassin đang chiếu đúng không? Đang ra đúng không? Đang ra chứ phải đang chiếu nữa. Thì yep, mình sẽ gọi là làm theo phong cách của Assassin. Đi rất là chậm thôi. Đi lén lút, lút lén gì đó. Ok, và đi qua bên đây một cách rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Không ai thấy mình hết, không ai thấy mình cả, thằng sát bên cũng không thấy luôn. Nó tưởng là mình là đồng đội nó chăng. Ok, boom. Và thấy chưa, thấy rồi hả? Thấy rồi thì tạm biệt. Tạm biệt Zalo. Mấy team, mấy người đây? Team 2 người à. Thế thì chết một người, còn người nữa thì không biết đâu. Chắc là đi đâu mất tiêu rồi. Còn người nữa mà. Team Zalo còn Terrazoid nữa. Terrazoid. Oh god. Ok, lấy cái này của nó. Phải lấy đồ của đối phương làm đồ của mình. Và chúng ta sẽ có được cái boom, một đống block. Nó có thể xài block này. Ok. Sẽ là thanh niên kia đó trốn đâu mất tiêu rồi. 7 cục rồi. Ngon. Ngon. Và chúng ta không thấy thanh niên đâu hết. Hôm nay AFK hay là hay là thanh niên đó là hacker. Để xem nào. Thanh niên đó là hacker đấy. Oh man. Mình đang trong nhà của hacker. Oh my god. Ok, và ping chết hết luôn à. Wow. Đáng sợ thật đấy. Đúng là sức mạnh của hacker. Và thật trước là mình đã solo với hacker một lần rồi và kết quả là thất bại thật là đau thương. Vì giáp đó của mình không có đủ đô để mà dám chọi với hacker. Oh man, mình thật sự là rất là buồn. Tôi phải chắc là chuyện đó. Oh my god. Và đây là Terrazoid đây các bạn. Terrazoid là thằng này nè. Ok. Oh yeah, không phải hacker à. Thế thôi, xin lỗi. Nhưng mà làm sao để ra đây được nhỉ? Ok. Không biết. Và chúng ta sẽ cần đồ Emerald. Đúng rồi, đây là cái map có Emerald đấy các bạn. Yeah, đỉnh lên Emerald của tao hả? Emerald 15 giây, một cục.
đúng không? Một cục chúng ta cần bao nhiêu cục vậy? Trời ơi, chết rồi, mình không có check đồ special. Bao nhiêu một cục nhỉ? Mình thấy có vẻ là hơi nhiều đấy. Ok, mình sẽ lấy cái chỗ cũ của thanh niên này ở đây. Cút ra chỗ khác. Ok, con đã có 2 cục rồi. Ok. Thằng vàng hoe, thằng đỏ hoe này muốn chết à? Ủa, tìm. Ồ. tìm hết. Emerald token 3. Có nghe nhầm hướng kia kìa. Ok. Đây là Red. Red là một thằng màu đỏ. Và Red có cầm cục kim cương. Hello Red. Ok, cho đồng đội mình lấy vài cục emerald. Cái này mình về nhà mình sẽ share cho nhau cái nha. Thằng Red có vẻ hưng cứng đầu, nhưng mà thằng Red luôn chết. Tại vì những thằng cứng đầu thường phải như vậy. Ok. Come on dude. Đâu ngoài dude. Lấy đồ ngay nha. Ây da. Wait. Anh làm càng ở đây à, anh là chùm à. Không, tôi không nghĩ là vậy. Tôi không nghĩ là chùm ở đây. Anh nhìn nhớ rằng anh không phải là chùm ở đây, ok. Oh my god. Anh nên nhớ rằng điều đó. Anh đây có đồ ngon. Anh đây có đồ ngon các bạn. Oh my god. PvP hơi bị, mình hơi sida. Kiếm bẫy. Oh god. Oh, mình mất hết emerald. Và ông đội mình chạy. What the heck? Dude. Trong đội hồi nãy mình ngay đó luôn nhưng mà không hèm cuốn mình luôn. Đồng đội chết kỹ. Đồng đội mình hơi ích kỷ. Chắc là sợ mất hết đồ lại. Hai thằng đánh là mình chắc chắn là chết rồi đấy. Nó hư luôn cả cái giáp rồi mà. Oh man. Đồng đội da nó ích kỷ quá. Buồn quá các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ mua stick lại này. Mình cá luôn, lại là sắp chết rồi. Ôi, giờ đi về. Ok, upgrade diamond à. Tuyệt đấy. Ừ. Được đấy. Cũng được, nhưng mà sao có một cái vậy? Upgrade gì có một cái vậy trời? Upgrade có một cái sao mà chơi? Trời ơi, anh này lấy kim cương các kiểu thì up lấy hết luôn đi rồi. Để lại làm gì? Qua đây lấy nè. X is OP. Yeah. Mình nghĩ là mình nên mua protect cái trứng của mình lại. Mình bảo vệ cái trứng của mình lại, ok. Ủa, hên quá không phải đồng đội. Đó là orange và mình là purple. Pin Mexican. Ok, chúng ta ăn đi. Chúng ta ăn. Có thật mới giật được đạo. Chúng ta phải ăn. Ok, lên. Chúng ta cần. Nãy anh đi cái lấy ít cục quá. Cái này 2 cái nữa. Ok, 3 cái. Hơi ít tí. Ok. Mình không biết đặt gì đó, đặt cái đó cho dư rồi. Nãy giờ nó rốt cuộc mình làm gì xong là về luôn. Ok, lên đây lấy. Này thì nãy ai cầm kim cương đâu? Ra đây biểu lại nào. Ok, lấy đồ. Đây này đấy, khoai to đẹp trai liền. Cái này. Obsidian. Ok. Yep, 34 cục. Ra lấy được thêm vài cục vàng nữa các bạn.
chúng ta hơi bị trễ đấy, hơi bị chậm ấy. Nếu mà cứ chậm thì thật sự là những cái đội đối phương nó sẽ lấy được những cái đồ ngon, chắc là lúc đó mình chết mất. Ok, efficiency 2. Mình cần cái efficiency cuối kìa, cái đó mới gọi là ngon đúng không ạ? Efficiency cuối mới gọi là ngon. Ok, không, mình đặt không đặt ở đây chứ. Như là hồi nãy team mình giết một bên à. Mình giết một bên, thằng này giết một bên. Hai thằng phối hợp. Hai thằng nhìn có vẻ cũng được đấy. Mình nghĩ là đang ở mid. Ồ. Bị giết bởi Savano. Ok. Hay đi kia bị giết à. Chắc lấy em rồi bị giết nữa chứ gì? Hay là chơi ngu? Chắc chơi ngu rồi. Ê đùi. Nó có knockback ấy. Không, mình ghét chơi với cái knockback lắm, Cút ra. Không. Còn lâu mới bị knockback nha. Không có bị ngu như thằng kia đâu. Bạn nghĩ tôi dễ knock, bạn nghĩ dễ knockback tôi lắm à. Bạn nghĩ thật vậy sao? Không đời nào. Ok, bây giờ chờ thôi. Chúng ta phải cần muốn chơi cái knockback đúng không? Ok, nãy thật sự nếu mà mình có cái knockback ở giai đoạn đó thì gọi là sao ta? Full giáp rồi này. Có vài người full giáp rồi này. Chúng ta cần phải chờ một cục rồi. Muốn chơi cái knockback thì rất là dễ thôi. Muốn chơi cái knockback với tôi không thành vấn đề. Thằng này là cái thằng mới chết hồi nãy đây, thằng đồng đội ngu người. Ok, về lấy kim cương với upgrade ba ơi. Lấy kim cương 10 cục với upgrade level 2 chứ bây giờ mà đứng chờ chắc tới khi nào. Lấy vài cục mà. Bây giờ đi về upgrade cái máy ở nhà. Ok, upgrade cái máy ở nhà lên level 2. Chúng ta sẽ có được nhiều kim cương để chúng ta có thể lấy được đồ hơn. Và mình có được hai cái cục emerald. Chúng ta sẽ có được vài lợi thế gì đó hơn. Ok, upgrade mỗi cục level 2 và 5 giây ra một cục thì ok, nó cũng khá là nhanh. Bây giờ đến đồ special của chúng ta. Chúng ta sẽ cần sắc nét Mario. Ok, chơi knockback luôn. Chơi knockback luôn. Chúng ta có khá là nhiều vàng. Ok, 13 cục. Chúng ta vừa đủ 13 cục luôn. Mình sẽ lên đây mình đắp cái này. Ok. Sao cho nó nhìn nó giống như đang được bảo vệ luôn á. Ok. Mình nghĩ là mấy cái block giờ này nó phá rất là nhanh thôi. Không thành vấn đề gì đâu, nhưng mà cứ đắp thôi. Ok. Qua đây. Bum bum. Ok. Yeah. Mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rồi. Qua bên trái mình cần lấy thêm kim cương. Ok, 6 cục đấy, thấy chưa, ngon liền. Nói mà upgrade sẽ ngon thôi. Nó sẽ mua cái này. Boom. Tới này, tuyệt đấy. Đẹp trai khoai to rồi đấy. Và chúng ta sẽ cần thêm một cục nữa. Ok, chúng ta sẽ lấy thêm một gần như full bộ giáp này. Và chúng ta sẽ gánh tim. Ok, boom. Protection 4. Ok, đi gánh tim nào. Và chúng ta cần thêm iron. Ở lộn mà block. Ok, ta có knockback của cái này. Chúng ta có mình nghĩ là chúng ta cần mua một cây picket thật là efficiency hoặc là cao. Nó sẽ đập phá nhà nó gọi là như là cháo luôn. Efficiency
chúng ta có một cái, này là cái bộ đồ Mario, một cái bộ đồ gọi là bá đạo nhất. Defense Act, I'm coming back. Bộ đây nhà có ai à? We need to get this double layer now. Okay. Nói chung là nó sẽ qua mà. Because people are starting to come. Mọi thứ gọi là đang bắt đầu gọi là chiến tranh rồi đấy các bạn. Nổi lên rồi. Chúng ta cần pin. You got the double layer. Nope. Okay. What the ball layer? Oh. Ammo. I will get it. I get full iron. Ok, thế này thì thốn đấy. Boom. Yeah. Nãy giờ thanh niên kia cũng không đến nỗi gọi là ngôn gà mờ cho lắm nhỉ. Ok, chúng ta sẽ mua power hay là pun. Mình chỉ thích chip pun thôi. Đó là câu trả lời của mình. Mình chỉ thích chip pun thôi. Punch. Thì ở đây có cả cái diamond ấy. Diamond. Nhưng mà rất tiếc là mình cũng không có lấy được. Đợt trước thì mình đã có lấy được một lần full bộ một cây kiếm. Nhưng mà bây giờ thật này chắc là không. Ok, 15 cục chả là cái quái gì cả. Ok, vứt những cái này ra, không cần cái này. Như obsidian ấy, obsidian nãy mình gì rồi. Ai biết thanh niên này muốn làm gì đây. 15 cái nữa. Chúng ta sẽ lấy được cái gì ta? Chỉ có purple của mình này. Có purple của mình là còn quả trứng thôi. À, hàng chi nãy giờ thanh niên kia là bảo vệ cái quả trứng hết ra để này nọ. Ok. Hiểu rồi. Mua golden apple. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến chỗ người ta. Mình vừa có pin rồi này các bạn. Mình vừa có pin rồi. Chúng ta có thêm knockback nữa. Knockback của cái mushroom. Ok. Chúng ta có rất là nhiều thứ. Ok, nãy anh niên kia về có vẻ gọi là an toàn. What? Come look at the egg. No. Just Đây có người này. Đây là cái thử thức. Look the egg. Oh my god. Boom. Mình sẽ chơi đùa với hàng này tí. Ok. Còn bây giờ trận chiến thật sự. Boom. The egg. Oh my god. Drop your sword now, dude. I like a hacker. Yeah, man. Okay, red tower. Red tower. Okay, đánh một tí mà sao cái bộ đồ của mình mất nhiều quá ta. Okay. Ấy thôi nè. Okay, upgrade cho my diamond. Mình cần phải mình muốn upgrade cái này lên vậy. Nhưng mà 10 cục emerald mới upgrade cái này lên được. Mà cái này không, mấy cái này là của chung. Chứ của riêng là chắc là mình cũng mang về đó. Chắc là nãy giờ upgrade cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Và 32 cục token gold token này mình sẽ về nhà mình mua bow. Mình về nhà mình mua một cái kiếm bằng nghĩ là một cái kiếm bằng sắt. Ok. Đây là tôi anh bạn. không phải đối phương đâu. Ok, và mình sẽ mua một cái kiếm bằng sắt.
bảo vệ mà, nó cần phải bảo vệ. Và một đống mũi tên để chúng ta chơi đùa với đối phương. Vàng, ok còn một cục thì chúng ta cũng phải mua Golden Apple chứ. Ok mà nói chân này là mình có cơ hội thắng cũng khá là cao. Ok. Yeah yeah yeah, bởi vì trứng của mình còn. Trứng của mình còn. 11 cục này. Chắc là mình nghĩ là mình phải mua một cây kiếm bằng kim cương đấy. Oh my god, mình thấy người rồi. Mình không biết đây là ai nhưng mà mình thấy rồi. Đây là ai? Đây là ai? Oh! Nice shot! Mình bắn chuẩn phết chứ đùa. Ok. I see. Tem Red sẽ bị hạ gục ở trận này. Ok. Không có cách nào để bảo vệ Tem Red nữa đâu. Ôi. Chết rồi. Mình đặt cái kia xuống. Boom. Oh my god. Mình đặt cái mushroom xuống dưới đất. Mình không ngờ cái cũng có thể đặt được mushroom xuống dưới đất á. Oh my god. Mình bị đang bị bao quay với hai người. Không, mình giết được một rồi. Mà đây là thằng thứ hai. Đây có thể mình có thể giết nó không? Tem Red sẽ bị hạ gục ngay trận này. Tem Red sẽ bị hạ gục. Và mình đã làm được. Oh. Baby, a triple. Hơi phê. Oh. Please. I will coming back, dude. Và còn Livy out. Just one. Pew. Còn một người nữa. Ở đâu? Hướng kia. Oh my god. Wow. Cái cân lắc này làm mình hơi bị bực mình đấy. Mình đang giữ trong người một cái trọng trách rất là lớn. Oh man. Đùa thế nhờ. Me too. I support you. Ok. Lấy trước cái này. Wait. Hứng. Thanh niên chạy nhanh thế nha. Lấy đồ xong đi liền á. Ôi làm gì ghê vậy. Cần gì phải gấp thế anh bạn. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Để tôi lấy đồ cái đã chứ. Man. Ok còn 12 cục. Tôi sẽ lấy được một cục. Ok chúng ta sẽ lấy được cái kiếm kim cương. Và chúng ta sẽ hủy diệt trận này. Ok. Khi đồng đội của bạn quá hay. Và có vẻ như là đồng đội của bạn đang chuẩn bị quẩy lên rồi. Ok chúng ta sẽ qua cùng với thanh niên đó luôn. Ok chúng ta đã chuẩn bị hết đồ rồi. Mặc dù chưa có Golden Apple nhưng mình vẫn có thể qua. Qua. Ok. Oh my god, mình thấy rồi. Hell yeah. Mình thấy rồi, ok không thèm xài cái này luôn. Mình thấy rồi, nhà Ray đang có cái cột nó dựng lên trời kìa. Thôi còn đồng đội mình đâu rồi. Đừng nói là để lên luôn rồi nhá. What the heck. Ok thấy rồi. Where. Ok hai cục này làm được cái quái gì ta. Golden Apple. Look up.
Sợ. Skill thấy mà. Đâu nhỉ? Thanh niên này đừng nói là nãy giờ nói thấy nhưng mà thật sự không thấy gì hết nha. What? Đây có rất là nhiều nhà. Việc thấy một người cũng không phải là đùa. Oh man. Ở đâu vậy? Có thể nào có xài lệnh chat on được không? Ở đâu ta? Khá là nhiều người. Khá là nhiều nhà ở đây. Oh my god. What? Oh, chiến thắng bất ngờ. Ở đâu? Này. What? Oh, what? Chiến thắng bất ngờ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích thì ấn like hộ mình và subscribe kênh của mình. Đừng quên chia sẻ và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Yeah, chúc các bạn một ngày tốt lành. Và hy vọng mình được hơn 50 chia sẻ trong video này. Các bạn hãy chia sẻ video này trên Facebook của các bạn cho mình. Mình rất cảm kích video đó. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Goodbye.